Thế là chăn trâu là đi tận đâu chăn, có đi xa không? Trên nương á, ông có ở nhà dưới không? Không biết là em sẽ xuống rồi. À, thế là... Vậy còn về thực hư câu chuyện là như thế nào thì để một tí nữa cháu Lực sẽ hỏi ông thêm cô bác ạ. Như ông có chia sẻ với cháu Lực rằng là lúc mà Sử đi lấy vợ đấy cô bác, là một tay ông là cũng lo sinh lễ đấy cô bác ạ. Lực sẽ hỏi ông là vấn đề tại sao, như thế nào mà ông lại không cho hai anh em Hải Sử là lấy trâu để đây cô bác nhé. Không biết là có cái điều gì ở bên trong không thì cháu Lực sẽ hỏi trực tiếp với ông. Đây thì xin phép ông nói rằng là cho các em là để trâu ở đây thôi cô bác, chứ không là cho các em đi cả. Tại vì là ông có nói cho hai anh em Hải Sử rằng là em Hải thì bây giờ đi học, đã đến tối mới về rồi. Còn ông nhận được là khoản của bà An Phạm là 2.447.000 cô bác. Hà bà có gì? Này à, phục bạc hay mê phải chết bạc đó. Đấy. Ê, vừa rồi thì lên trên đến gần nhà của hai anh em Hải Sử với lại ông thì lại bắt gặp là chú của hai anh em Hải Sử của bác ạ, đã từ bệnh viện là về rồi. Và lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chào tới tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Chào mừng tất cả các bác đã đến với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nay là bị sát không thế nào đây à? Thì chú là hôm nay là đi sắt gạo về các bác ạ. Mỗi lần đi sắt gạo thì phải đi tận xã để sắt. Chú thì có vẻ là đỡ rồi các bác ạ. Lúc tháng ở đây nào nọ. Hôm nọ thì là ở nhà bị được 3 hôm các bác, chắc là bị ngắt tin cho tí tỏ đạt bố. À? Ngắt tin cho tỏ đạt bố. Đúng rồi. Chơi nữa. Hôm nọ là mắt của chú là tự đau xong là sưng hết cô bác. Đi bệnh viện ở huyện thì khám xong là người ta cũng tiêm và cho thuốc uống thì bây giờ cũng đỡ rồi. Người ta năm đến tám ván nào nổ. Thế là đi xuống bệnh viện huyện là nằm được là 3 hôm cô bác ạ. Áo hơi làm bẹt tay hơi ha. Hơi làm bẹt tay là bẹt tay. À bẹt không ạ. Lực sẽ hộ chú là cầm nay sẽ bột cái nổ. Cái này là cái cháu của bác ạ, cho chú là vác gạo đi, cho Lực sẽ hộ chú cầm vào một chút đồ đi. Này tầm hạt, đây tầm hạt thiếp tiểu đây à? Nhìn vào, chỗ này chắc đâu đó tầm độ 30 cân một chút cô bác. Từ dưới này đi thì dưới này xuống thì không thể lấy xe máy được xuống rồi cô bác ạ. Con của chú là hiện tại là 3 người đi làm thuê hết rồi các bác. Có mấy bạn nhỏ thì học chưa học hết lớp 9 rồi. Có bạn thì học lớp 9 là đi làm rồi. Còn mấy bạn kia thì đang học lớp 8 với lại lớp 1, lớp 2 là chưa đi làm thuê được thôi. Còn cả gia đình con cái là đi làm thuê hết. Và nghĩa là đi xuống bệnh viện nằm là người ta chưa cho ra viện sớm đâu các bác ạ. Bác sĩ chưa cho ra đâu. Đấy nhưng mà chú, cô chú thấy bảo là khỏi đỡ rồi. Thế nên là xin... về nhà thì không có ai không bác, có mỗi là ba bạn nhỏ là ở nhà thôi. Hôm nay đi xuống cái nhà ông thì cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà là của bà An Phạm có gửi cho ông của Sử. Để lên thì ở xã thì các bác cũng đã biết rồi, hầu như là ở trên xã chợ phiên vùng cao ấy là đến ngày chủ nhật thì người ta mới mua, người ta mới cái thịt lợn thôi, thành ra là lên thì cũng không mua được cho ông. Sẽ gửi tiền cho ông thì ông tự đi mua. Hôm nay thì không biết là hai anh em Hải Sử là có ở trong nhà không cô bác. Hải thì có lẽ là hôm nay là không đi học nữa, hôm nay là thứ bảy rồi. Đây thì cho Lực nhìn thấy là các em ở nhà cũng trồng một tí rau này. Nhưng mà rau cải này là rất là đắng. Bắt gặp em Hải rồi.
Hải đi đâu chân trâu đấy Hải? Hả? Đi lên trên kia, hôm nay không đi học à? À, ở trâu này là trâu của Hải đúng không? Anh nha Sử có ở nhà không? À, đi lấy công ấy à? Ờ. Thế là chăn trâu là đi tận đâu chăn, có đi xa không? Trên nương á? Ông có ở nhà dưới không? À, thế là chưa xuống nhà mới à? Cái trâu này không để nhà mới nè. À, trâu không để nhà cũ nè. À, thế là không để dưới nè. Nay là chưa xuống đấy à? À. Này bảo anh sử dụng máy phát cỏ phát xung quanh nhà này. Cho đỡ rậm rạp một chút, nhà lên thì toàn cây cao bằng người rồi. Lợn thì khá là to các bác ạ, không biết là trong chuồng thì hơi bẩn một chút. Lợn cháu Lực sẽ quay một góc nhỏ nhỏ thôi. Lợn này thì cũng được là các bác là Mạnh Thường Quân là mua cho. Đấy. Các em mà cho ăn ngô với lại là ăn ngô thì nha, lớn nó rất là nhanh. Đi chăn trâu mấy giờ mới về à Hải? À, thế là 4 giờ mới về à? À, cũng lâu lắm rồi không gặp bé Hải các bác ạ. Hải thì năm nay thì lên lớp 9 rồi. Sang năm thì nếu như em ấy đi học thêm thì là bắt đầu là đi học lớp 10 rồi. Lần nào sắp đi hòn khâu bà? Hả? Lần nào sắp đi hòn khâu bà? Ờ. À, nhìn thấy từ xa thì thấy là ông ở nhà đúng không bác? Đây cắm bê bố không? Đây. Gửi cho chú là chú tự cầm đi về nhà. Cho Lực thì một tí nữa sẽ lên nhà chú sau ấy, đi xuống nhà ông trước. Vừa rồi thì cũng có từ trên kia xuống thì có nghe Hải nói rằng là ông không cho lấy trâu để giống nhà cũ ấy. Thì tí nữa cháu Lực sẽ hỏi ông xem là cái lý do sao lại ông lại không cho các em để nhờ nữa. Ừ dê tao mới đang dê đấy, con này bốc phạc chiên mà dê yếu đang ở hôn là dê nè. À, hay hóc hay hay ở chơi dê hay phải chứ phải ở cái đấy còn tính lên. Ông thì đang bổ củi các bác ạ. Trên kia thì cũng có này. Chín liêng nhà mấy gì? Ờ. Đâu chín liêng là ra gì? Ờ, ba biệt á. À. À, ông thì đi ra bên kia vác cây sao quá, đi cùng ông xem có hộ được ông một chút nào không. Khâu dê sắp phân hòn rồi nọ. À, thóc của ông thì cũng chuẩn bị được gặt rồi các bác này. Những cái thửa này thì là lá bắt đầu là cái lá của nó bắt đầu là chuyển sang màu vàng rồi. Dê có nào hun đưa ra bà nào?
Này thì có lẽ là ông chặt là để đây cũng khá là lâu rồi các bác ạ. Và đến khô thì mới đem đi về nhà. Đây vừa rồi ở trên kia thì cháu Đức cũng bắt gặp là em Hải đã đang chuẩn bị đi chăn trâu. Nhưng mà thấy em là cái cách ứng xử của em là khá là khác thường với lại mọi khi rồi. À, với là con nhà chú thì cũng đi làm thuê hết rồi các bác ạ. Thành ra là không có bạn nào ở với lại ông nữa. Vì rằng là có ba bạn lớn nhá các bác. Có ba bạn lớn thì là đi đi làm thuê như là đâu đó là ở Bắc Ninh hay là ở đâu đấy các bác. Còn là ba bạn nhỏ thì có bạn thì học lớp 1, có bạn thì học mẫu giáo. Thành ra là không ở được với ông nữa. Chỉ có riêng một bạn là lớn lớn thôi. Nhưng mà năm nay mới học lớp 8 thôi. Trước kia đi xuống gặp thì cũng gặp ông là đầu tiên nhất cô bác ạ. Xong thì mới gặp đến là hai anh em Hải Sử và nghe ông tâm sự với cháu Lực cô bác. Ông tâm sự với cháu Lực thì là cháu Lực mới biết đến cái hoàn cảnh của anh em Hải Sử thôi cô bác, chứ không có biết là nếu mà sau trước mà không có gặp ông thì không có biết đâu. May mắn là đến với lại là hai em Hải Sử thì đến bây giờ thì các em cũng có ngôi nhà mới để mà ở rồi. Để cũng mừng cho các em. Này, ông về thóc nó mù chứ mày gì? Cái củi này là ông chỉ đem đi nấu cắm lợn này các bác. Còn những cái củi to thì ông để nấu cơm. Hôm nay thì cháu Lực lên thì chắc là ông chưa biết là cháu Lực nhận được một phần quà là của bà An Phạm đâu các bác. Ông kéo một chút đấy. Ủa rồi. Nay đưa bà nó ghen rồi nè. À. Tao là xin mất này hậu. Đấy, ông thì nói mà để mà nói mà khỏe thì đến cái tầm độ tuổi này đấy các bác thì vẫn còn là khá là được so với lại là một số là ông bà. Một mình thì làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi, lâu lâu thì có những cái đồ gì ấy đem ra chợ bán thì mới có tiền thôi chứ các bác. Chứ để mà ông tầm ông này đi làm thuê thì chắc chắn là không ai nhận thêm, không ai nhận rồi. Mất liêm này ơn mà chứ. Có một nào mà làm sơn ạ. Đây. Đây đây đây. Chỗ ông lấy củi này thì cũng ngay sát cạnh là gần nhà đâu các bác, xa quá thì cũng không xa. Trên kia có một con trâu thì không biết là phải trâu của nhà ông không ấy. Nếu chơi thì vai đằng xe bố. Trên này là trâu của ông của bác ạ. Đấy,
Còn về trâu của hai anh em Hải Sử thì ông giả cho hai anh em Hải Sử thôi các bác. Trước thì cũng có nghe ông nói đấy các bác, nói với cháu được rằng là em Hải thì thường xuyên là đi học, xong rồi đến buổi chiều thì cũng không có về nhà giúp được ông lấy cỏ nữa. Còn như hai vợ chồng của em Sử ấy thì ở nhà thì cũng không có hộ ông, cho nên là ông muốn là để trâu, giả lại trâu cho hai anh em, để cho hai anh em là chăm. Vậy còn về thực hư câu chuyện là như thế nào thì để một tí nữa cho Đức sẽ hỏi ông thêm cô bác ạ. Không biết là những cái hình ảnh mà trước kia mà các bác đợt đầu mà mới mới lên đúng không bác, bắt gặp là ba ông cháu là cùng nhau làm ruộng này, em Sử với em Hải thì là ai ai nhìn hồi đấy thì nhìn phải nói là tóc rất là dài và rất là đen nữa. Em Sử thì đợt trước lại rất là ít nói, bây giờ thì em cũng đỡ hơn một chút rồi, em ấy cũng đi đâu này nọ giao tiếp. Nhưng mà phải nói là cũng công nhận là Sử khá là giỏi của bác. Tán gái mới có 10 18 ấy, năm năm trước là 18 là em đã có vợ rồi đấy. Thế còn Sử về áo da lên cái dây dây cái ốc trên vàng mê. Đẹp quá. Sạch chứ hơi Ồ. sạch chứ hơi cái này không thể quên mình nó Ồ, đi, dê à, bôi ra, chỉ có bôi à? cũng quên cha quên thật quên Ồ. cái này thầm ở đây chứ thầy chỉ tự tìm mình thế Ồ. Như ông có chia sẻ với cháu Lực rằng là lúc mà Sử đi lấy vợ đấy các bác, là một tay ông là cũng lo sinh lễ đấy các bác ạ. Sinh lý này kia là ông lo hết, bởi vì Sử thì còn còn trẻ mà các bác làm sao mà biết được những cái điều đấy. Đấy, khi mà vợ về đến nhà thì bên người lớn cũng phải là nói chuyện với nhau, rồi thì bên thí dụ như bên của vợ của Sử thì cũng mới tin tưởng. Nó có thăm đưa bằng nó dê nào nè. À, là cái củi này là ông chặt ở những cái cành cây, cành cây ở trên này nè các bác này, cành cây ở trên này xuống để mà để nó không có bị tạo thành cái bóng râm ở ruộng ấy. Để cứ liếm thế nào mê dè mà nè. Dè đi một cái bầu trước mới hạt nộ. Không cần nên tiện nhé. Hóa viên bẻ cái đó chỗ nào ạ? Sao chị nào? Ờ. Giúp ông lấy những cái to của bác ạ. Còn là cái nhỏ thì một tí nữa là sẽ ông bảo là sẽ lấy đi sau. À đây mới chưa có dê nữa à? Tôi sẽ làm là hai chuyến của bác số lực thì sẽ điệu bằng tay, còn ông thì điệu bằng vai sẽ được nhiều hơn. Ông thì là lâu lâu cho nước xé lên
thăm một lần để có những cái phần quà nào của các bác gửi cho ông ấy, các bác thì cháu được vấn lên và gửi tận nơi cho ông. Bây giờ về hai anh em hành xử thì quá đầy đủ rồi, cho nên là cháu được cũng không có nhận thêm hỗ trợ nữa. Giờ nhận thêm những cái khoản hỗ trợ lớn thì cháu được cũng không có nữa. Vậy trong nhà thì từ trước đến giờ thì các bác nhìn thấy một cái hình ảnh phải nói là rất là quen thuộc các bác, là khi mà bước vào trong nhà là cực kỳ là tối, tại vì là trình tường làm ấy hầu như là không có một chỗ nào thoát hơi ấy, vậy là không có một chỗ ánh sáng nào. Bác ở cái bài ma còn gen rồi, hãy cùng ông là ra bên kia để mà lấy thêm nốt cái chỗ củi còn lại nữa. Về thì gửi cái phần quà là của bà An Phạm cho ông, và cháu Lực sẽ nói chi tiết và cụ thể hơn là bà đã gửi cho cháu Lực là bao nhiêu của bác và cho những cái hoàn cảnh nào của bác nhé. Chỗ này thì đâu đó được tầm là thêm là một bó nữa thôi. Về những cái phần ruộng này của bác này thì là theo như cháu được hiểu là trước kia là ông có chia làm thành là 3 phần. Một phần là cho nhà chú, còn là một phần thì cho là bố của Sử. Đấy, nhưng mà không may là bố mẹ của Sử, bố của Sử thì bị bệnh và đã qua đời rồi, và có để lại cho là hai anh em hài Sử ở với lại cùng mẹ với lại ông bà đấy. Nhưng mà trong thời gian đấy thì không may thì mẹ các em thì không có chịu được những cái tình cảnh mà sống mà thiếu chồng, cũng như là muốn đi tìm một cái cuộc sống là màu hồng hơn. Một tay ông với bà là nuôi nấng các em là lớn lên cả, không có ông bà thì làm sao mà có được các em như ngày hôm nay không á. Ông thì hiện tại là đang đi ra bên kia để mà lấy dây của bác ạ. Lại còn quay trở lại cái câu chuyện về phần là đất đai đấy không bác. Thì bây giờ thí dụ như là chia thành 3 phần rồi. Đấy, như sau này nếu mà ông bà ốm ấy, ông bà ốm đâu hay là ông bà già rồi không biết là đi về đâu nữa không bác. Đi không biết là đi về đâu. Nếu mà ai chăm sóc ông thì sẽ được là hưởng lại những cái số tài sản của ông để lại, ruộng này, nương này và rừng này. Rồi, bây giờ nếu mà hai anh em hải sử chăm sóc ông thì sau này hai anh em hải sử sẽ được, còn như bây giờ nếu mà chú chăm sóc thì là chú sẽ được. Đấy, đấy là tùy theo là chú hay là hai anh em hải sử thôi. Em Sử thì bây giờ cũng lớn rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Năm nay thì 19 tuổi rồi, cũng đã tự là quyết định được bản thân của mình rồi. Có thể là các em thì còn nhỏ, nhưng mà để mà mức độ mà các em mà không biết là cháu Lực không nói là va chạm ở mức độ là ở ngoài những cái thị trấn hay là ngoài xã hội kia bao nhiêu như nào. Đấy, nhưng mà để mà cái mức độ am hiểu các em thì ở trong làng các em rất là biết là những cái điều này rồi. Sắc tu nó dễ nọ. Củi này thì ông chặt thì cháu Lực sẽ xếp hộ ông trước đó. Tí là chỉ cần là viết, tí chỉ còn nhớ nhớ thôi các bác. Hôm nay lên trên nhà của từ trên nhà của hai anh em hải sử xuống thì em Sử thì nay đi đổi công rồi các bác. Đi đổi công để sau này thí dụ như làm ruộng hay là làm nương của em thì còn có người ra hộ.
Mùa này thì đa số là hầu như là đi đổi công là nhiều cô bác. Củi này thì nhìn trông rất là nhiều nhưng mà để mà đốt ấy, là tầm được một ấm nước rồi các bác ạ. Đây bà dê. Đấy bàn dê, ok đây hát đây này. Rồi, xếp cho ông ở đây thì để ông buộc luôn. Nếu như về cái cuộc sống của ông các bác nhá, ông mà lúc nào cũng đi uống rượu về xong là về nát be nát bét, về là chửi người này đến người nọ không có cái lý do gì mà chửi vô cớ đấy, thì cháu Lực sẽ không có quay trở lại mà chia sẻ cái hoàn cảnh của ông đâu các bác. Năm nay thì có vẻ là nhìn thóc của ông thì cũng khá là tốt rồi các bác này. Này là trước mùa vụ trước là ông không biết là ông có bón đạm hay không ấy. Bật đám na này dè ta mới sử tướng bắn đá mới nọ. Cái đợt mà ông trồng lúa này thì đã chia với lại là hai anh em hải sử thôi các bác ạ. Cái này thì có cái loại cây này khi mà mình đi vào các bác này, cái lá của nó rất là ngứa, để mà sắc thì nó không sắc luôn nhưng mà nó cứa vào chân thì rất là ngứa. Nước nhà ông thì nói là rất là dồi dào các bác ạ. Mùa này thì chưa phải dùng đến cái tách này nhiều cả, cái tách này thì đến cái mùa khô để mà chứa nước thôi. Dê này mới tìm mú mẹ dê như ra ông thì là với con là nuôi lợn nữa bác. Đây thì cháu Lực nhìn thấy là có một con lợn là đỏ đỏ hả xí lì phi ma ồ tụi này dè thứ mà cờ như bịch chín á kiểu hà. Con này là ông tiết kiệm tiền là đi mua các bác, là ông nói là 1,5 triệu ba đêm tú đêm dè nổ đây. Còn thêm là hai con lợn con nữa này các bác đấy. Một mình ông thì cũng nuôi khá là nhiều lợn chứ các bác, tới tận là 3 con lợn cơ. Nó dè cái trứng này thì mua bao nọ trong tổ mi chữ thái á sáng chiều lên thái chú trước là ông là mua là 1 cặp của bác nhưng mà chết mất 1 con rồi nên là không ăn đấy. Chảy dây trứng trứng à chảy à thì chảy trứng trứng à gà của ông là vẫn nuôi gà của bác mọi cái nữa. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là ra kia vác thêm là 1 vác còn lại nữa, cho Lực sẽ không có ghi hình nữa các bác, vì ghi hình thì không có phụ giúp được ông là nhiều ấy, chỉ phụ trong lúc mà đang ghi hình chỉ phụ giúp được ông là ít thôi. Vậy vừa rồi thì lên là kịp là lúc ông đang đi lấy củi thì còn phụ giúp được ông một chút của bác. Có những lần thì lên là không gặp ông làm gì ấy, thì cũng chỉ biết là cùng ông là ngồi nói chuyện với nhau thôi.
trong nhà của ông thì hầu như là không có muốn đồ vật thì là gì là giá trị cả các bác, ngoài là một cái bóng đèn là năng lượng mặt trời thôi. Bóng đèn năng lượng mặt trời thì trước là được là bà là Vương Kim Thanh là gửi tặng cho ba ông cháu từ rất là lâu rồi các bác. Những cái nồi niêu song chảo thì vẫn như trước kia thôi. Những cái bức tường này thì phải nói là chia sẻ lên rất là nhiều các bác. Các bác nhìn thấy là bây giờ như kiểu một cái màu đen hết rồi. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì Trấn Lực cũng đã cùng ông là lấy được đi đi lấy một chút củi về, chỉ là phụ giúp cho ông thôi các bác ạ. Ngồi nói chuyện với ông một chút và Trấn Lực cũng gửi cái phần quà của bà An Phạm là dành tặng cho ông. Thấy ông thì là Trấn Lực sẽ phải là vừa phiên dịch này, xong lại vừa nói chuyện với ông nữa các bác. Ông thì không biết nói tiếng Kinh các bác, tiếng phổ thông ấy. Từ trước kia mà Trấn Lực lên chia sẻ thì các bác là biết rồi. Đấy, vừa rồi thì Trấn Lực có từ trên nhà xuống các bác, thì nghe Hải nói rằng là ông không cho lấy trâu mà để ở đây nữa, thì Trấn Lực sẽ hỏi ông xem là cái lý do tại sao ông lại không cho hai anh em lấy trâu để ở đây cô bác. Đấy, tại vì là ở đây là theo như Trấn Lực biết là như kiểu những cái của cải của bố các em là để lại, cho nên là có như nào thì ông sẽ trả lại cho hai anh em hải sự hết, ông không giữ lại là một thứ gì hết cả cô bác ạ. Lực sẽ hỏi ông là vấn đề tại sao như thế nào mà ông lại không cho hai anh em hải sử là lấy trâu để đây cô bác nhé, không biết là có cái điều gì ở bên trong không thì cháu Lực sẽ hỏi trực tiếp với ông. Đấy thì xin phép các bác là nếu như các bác nào biết nghe tiếng Nùng ấy thì các bác sẽ hiểu cô bác nhé, cháu Lực sẽ không hề phiên dịch là sai lệch hay là phiên dịch láo một chút nào cả. Lông để lán tay nữ ma lê mẹ hải đi đang phải tơ vai tao mày tơ vai đi làng xám á à, pan tơ pan tơ về chú bảo ở thì vai bởi thì vai tối này là sáng ấy không chứ bởi thì vai tối này đi ban đây chơi chứ bởi tôi vậy À, có hai chỗ, có ờ hai chơi, có hai quá thì xỉu cái này, cho hai lưu ra vào cái tàu xỉu. ờ Mày sẽ có ở nhà thì hai mấy này, mày buổi sẽ có ở nhà, và cuối tôi phải ở nhà ở chỗ vai, nhà ờ đó, ô có hai lưu lưu chồng lấy chụp bài nữa. ờ Quay à cái này và vang thì chỗ hai cái tàu xỉu sẽ có ở à nhà thì ha, lấy buổi sai. à Lý mười sáu có hai lý anh chị và ba cái sự tại trong à xưởng mình sẽ có ô nhà thẻ mình này lý mười đi sáu sử các tay những cái bộ mà thay dây ở nhà thế tí lý đó mười sáu à ờ đi học đi cả bộ mình cả đáng hóc rồi đi học không có nhờ được nhờ ở lý bộ mình chẳng khó mình à mình sẽ vang lý cả tài xế phong họ à nhưng họ cả lắm mình à sẽ vang lý một bài lý cái mình sẽ à ô nhà sẽ à Đấy, vừa rồi thì Trấn Lực có hỏi ông đấy các bác là ông nói rằng là cho các em là để trâu ở đây thôi các bác chứ không là cho các em đi cả, tại vì là ông có nói cho hai anh em hải sử rằng là em hải thì bây giờ đi học là đến tối mới về rồi, còn là ông còn là em sử thì là ở nhà với lại là vợ em sử nữa không có xuống đây để mà hộ ông là lấy cỏ cho trâu, cho nên là khi mà ông nói đấy là em sử với em hải là không thích cho nên là lấy trâu là lên trên đấy để đấy chứ không phải là ông không cho để các bác ạ. Đấy như trước thì cũng có một số bình luận các bác nói rằng là ông đi uống rượu như thế này thì suốt ngày chửi thì các em không ở được là đúng đấy, cái điều mà ông đi uống rượu về ông nói thì chắc chắn nó sẽ phải có một cái lý do nào đấy thì ông mới nói các bác. Từ đầu cho lực lên chia sẻ thì các bác cũng nhìn thấy là các bác theo dõi được rất là nhiều những cái video đấy thì các bác cũng hiểu là tính cách của ông rồi. Đấy như ngôi nhà của anh em hải sử làm của bác nhé, tất cả những cái mà đang làm này này là hầu như là lấy thuê hết của bác, ít thôi ít cái để mà cho em sử là tự làm cả. Nhưng có những lần mà cháu Lực lên ghi hình ấy, thì là mấy anh em là làm cũng mấy là mấy làm thôi đấy, còn lúc lúc mà không ghi hình thì hầu như là lấy thuê là nhiều cả, cũng chỉ chở được là 3 4 chuyến là quay đầu thôi đấy. Có những một số vấn đề thì nó phát sinh ra đấy, cho nên là em xử là em ấy là thứ nhất là biết đi xe và thứ hai thì em ấy cũng là lớn hơn đấy, lớn hơn em Hải đấy, còn khỏe hơn cả ông nữa, cho nên là có những cái phát sinh thì em sẽ tự làm một chút,
Đấy, nhưng mà ở đây điều này là không chỉ là một mình em Sử làm mà có cả ông nữa, có cả cháu Lực nữa, cả em Hải nữa. Lúc thì em Hải là đi học thì em Hải không phụ được. Đấy, còn những cái lúc mà thí dụ như là lúc đợt mà vác tôn hay là vác cửa ra này thì ông cũng là người mà đi đổi công về các bác ạ. Đấy. Nhưng bây giờ thì cháu Lực mới hiểu là cái lý do tại sao lại ông không cho đây để đây. Đấy, thành ra là ông ăn nói thì các em mới không biết là cái điều gì thì tự ái hay là như nào các em mới đi lên trên kia. Đấy, và quay trở lại là cái câu chuyện mà hôm nay cháu Lực đi xuống nữa các bác là gửi phần quà cho ông. Văn này là ma lê là na cắm phần quà hơi dè mới giao giống bà An Phạm rồi nước ngoài với đi gửi hậu đấy. Đấy lên thì ông nói như nào thì cháu Lực là chia sẻ lại cho các bác là biết thôi. Đấy, hôm buổi sáng hôm nay này các bác này, buổi sáng hôm nay thì cháu Lực có nhận được là khoản của bà An Phạm là 2 triệu là 400 là 47 nghìn các bác. Thì sẽ đổi ra quy ra cái lượng mà đổi là được hôm nay là được là 24,4 đấy các bác, 24,4 là tương đương đổi ra là được là 1 triệu được 2 triệu 400 là 47 nghìn, thì trong đó là cho bé Khánh là 50 đô và cho ông là 30 đô và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 20 đô các bác. Hai lời trước khi mà gửi phần quà cho ông thì cháu Lực xin được thay mặt là ông gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, thì dê hát khẩu mèo à, em còn hát cái này trên dây đâu. Định là cho ông là gửi lời cảm ơn trước đây các bác. Thì thôi, chỉ gửi quà cho ông đã. Là 30 đô của ông là cháu Lực sẽ đổi ra được là 700 là 32 nghìn các bác nhé. Ông trên rồi dê lên. Dê hạc bay đi xứ tư thứ phát mà ổ. Ổ và tốt xì ổ và đình đáng ổ. Đấy. Nay thì không mua được thịt cho ông các bác ạ. À, ngày chợ phiên thì mới mua được. Này, hà bạc có dê. Đấy. Này số bạc thì mới phải chết bạc đó. Đấy. Chết bạc thêm là 8 xíp nghi thành. Lấy lán, bố mi 8 xíp nghi thành lấy lán hai dê, 8 xíp hà thành ổ. Đấy. Đấy, không có 32, không đủ 30, 2.000 thì cháu Lực cho ông là 35.000 các bác. Dạ, cảm khảo mèo cảm ơn thằng ba An Phạm cảm ơn. Hát khảo mèo ạ. Hát kẻ phúc hồi chiên mà. Ha, bài viên câu chiên hơi là hư đấy. Có cả một lớp mới chưa có cả hai một dê có gì na, dê có gì na, cảm ơn phong người đọc em một cái năm mới chưa nào đấy. Ông thì là để mà nói tiếng từ phổ thông của bác, nói từ An Phạm thì bà không biết nói, à ông không biết nói, cho nên là ông sẽ xin phép là không có nói tên của bác nhé. Đấy, dê hát được dê. Ha phong tỷ lệ hơi chiến mà thì mới chơi. Ồ chờ, cậu đâu cả người dê lấy dê bài viết mới nữa ạ. Ở lên từ mua trà thì có chỗ ở chỗ mua trà có chỗ ở chỗ có chỗ ở chỗ như sáng đủ cái lịch sử mà À, đây là chứ bản sắc khẩu nông lấy ra đấy chứ không? Khẩu nó mèo lên sẽ ha Đi khẩu nông à, khẩu nông lấy hóa ra đấy. cái nó cái là hơi cái như cái như cái là hơi cái thằng như Thế là nếu mà dịch ra bằng tiếng Nùng thì cho lúc lại dịch lại tiếng phổ thông thì là ông nói bảo là cảm ơn tấm lòng của bà đã gửi tiền cho ông của bác ạ. Đấy, dè ông với thứ nữ mà chỉ nó. Đấy, mỗi lần mà lên trên thì thấy là ông là toàn ăn là rau với rau thôi các bác ạ. Chứ ít khi mà ăn thịt nữa. Dè hai dầu chiên rồi dè. Ông dầu dầu chiên lắm ạ. Đấy, em tôi tóc thì. Rồi được rồi dè, chúng tôi. Bảo ông là cất cẩn thận nữa các bác. Không là một tí là đi lấy củi này kia lại rơi 700 ngàn, thì 700 ngàn đối với ông thì nó là một cái số tiền rất là lớn các bác ạ. Rất là lớn. Một ngày nói chung là một bó rau ông đi bán thì được 500 nghìn, thì các bác cũng thể hình dung ra được là bao nhiêu bó rau thì mới được là 700 là 30 nghìn các bác ạ.
Có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Hôm nay lên thì là gửi cái phần quà của ông. Thì bắt gặp là em Hải nói với thế với cháu Lực ấy. Cháu Lực xuống đây để mà xác minh. Với lại ông thì thực hư câu chuyện là không phải là ông không cho để cả. Đấy mà là ông còn nói rằng là ông thì bây giờ là ông già rồi. Ông cũng có tuổi rồi. Thành ra là một mình ông mà cho hai con cháu ăn ấy thì nó cũng hơi vất vả. Cho nên là muốn nói cho em Sử là xuống hộ một chút. Đấy nhưng mà em Sử không có xuống của bác, thành ra là lấy trâu là lên trên đấy để đấy, đấy là những cái tài sản của bố của hai anh em Hải Sử của bác nhá, là ông giả lại ông không lấy một cái gì hết cả đấy. Lấy cái để đi na để dây viên đây để tôi vai viên cho tôi tú lên cái lấy cho ra cái bôi Sử nào nó trên nó. Nếu như mà ông không thương cháu ấy thì nó là một cái câu chuyện nó khác rồi các bác ạ. Đấy còn là các em lớn lên thì các em cũng tùy thôi, các em có suy nghĩ như thế nào để suy nghĩ. Còn đấy cái cuộc sống của các em thì cháu Lực cũng đã là cái người mà làm cái cầu nối là chia sẻ là đến đến đây thôi cô bác ạ. Đấy, lâu lâu thì lên là gặp các em, các em vui vẻ thì các em là mời vào nhà uống chén nước chén chè thì đấy là cũng là tuyệt vời rồi, không cần các em phải là cho cái gì cho cái này cả. Rất là nhiều những cái khi mà cháu Lực đi chia sẻ hoàn cảnh của em Cương này hay là hoàn cảnh của ông Sò này. Đấy, bảo là khi mà làm nhà xong thì là đi coi như là làm gọi là làm một cái lễ đi nhà cháu Lực để mà cảm ơn tới cháu Lực đấy các bác, thì cháu Lực bảo là không, cái điều đấy thì tuyệt đối là không làm, tại vì là cái này thì đó là cái duyên thôi, cháu Lực chỉ là người đi chia sẻ thôi các bác. Đấy, như bây giờ có tiếng tăm thì có tiếng tiếng xấu hay là tiếng tốt thì cũng là đều là một mình cháu Lực là hưởng hết cô bác, đấy cũng chả có ai hưởng hết cả. Cho nên là lời cuối cùng thì xin được phép là cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực. Trong thời gian tới thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác là nhiều hơn cô bác nhé. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Dạy hát cầm chào bóng cắm hay Mình mới chạc quá chịu. Ông nói bằng tiếng mong chắc là từ hẹn gặp lại đấy các bác ạ.